Hồ Tây trước đây còn có các tên gọi khác như Đầm Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm, Đoài Hồ, là một hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất ở nội thành Hà Nội. Hồ có diện tích hơn 500 hectare với chu vi là 18 km. Hồ nằm ở vị trí phía tây bắc trung tâm Hà Nội. Hồ Tây ngày xưa rộng mút tầm mắt, không nhìn thấy bến bờ và có nhiều huyền tích kỳ bí, khó lý giải cho đến ngày hôm nay. Rồi cây đề đứng xẻ đôi đường phố Thụy Khuê. Những cây ấy, nó tồn tại được thế cũng là vì tuổi tác và sự huyền tích về thế giới tâm linh nào đó. Cây thị nghìn tuổi ở đình Quán La, phường Xuân La, nó được người dân trong vùng biết đến như câu chuyện cổ tích. Cây thị thân to, cành tán rộng, nằm trên mom cao trước cửa sân đình Quán La. Theo cụ thủ từ Nguyễn Văn Lương thì cây thị này đặc biệt lắm. Mùa xuân thì lộc non xanh biếc, mùa hạ chim về ríu rít. Nhưng bặt nỗi, nó chỉ ra một quả trong mỗi mùa. Lạ thế, người dân không biết vì sao nó lại thế. Có nhiều lời đồn thổi, thêu dệt liêu trai. Còn theo ý kiến chủ quan của thủ từ Nguyễn Văn Lương thì thuộc tính tự nhiên của giống cây cối ra quả là giống cái, còn cây không có quả là cây giống đực. Người dân trong vùng quen rồi thì ít thấy có sự khác lạ, có người thấy nó bình thường như bao cây cối khác, còn khách vãng lai thì cứ suýt xoa về câu chuyện cây thị chỉ có một quả vào mùa mà thủ từ Nguyễn Văn Lương kể. Anh xem ở đây phải cây thị nghìn năm đúng không ạ? Đúng rồi, cây thị đúng rồi. Có phải là mỗi một mùa nó ra có một quả thế ạ? Đúng tuần luôn. Yeah. Tuần đấy, đúng đấy. Bé mà. Yeah. Bé thế đấy ạ. Quả thị đấy thì mọi người cứ kệ nó cho nó rụng hay là có đem về đúng, cho nó may? À thế ạ. Khu vực này thì có rất nhiều những cây di sản và chúng đều là những cây đại thụ. Hình thù của chúng bây giờ đã rất là kỳ quái rồi. Có lẽ hiếm có chỗ nào mà giữa lòng Hà Nội lại như một ngôi làng như thế này. Nhiều người hiểu biết về văn hóa lịch sử còn bảo sao không đề xuất nghiên cứu
về sự đặc biệt của giống cây này, nhiều người nói, nhiều lần các vị giáo sư về lịch sử cũng đánh giá. Thế nhưng, mãi đến năm 2010, bà con người dân ở Xuân La mà khởi xướng là ông Nguyễn Văn Ngư, trưởng ban quản lý di tích đền Quán La, mới họp bàn rồi làm đề xuất gửi quận, rồi gửi thành phố để cử mấy cây đại thụ này vào di sản thiên nhiên. Cây thị này cũng đã bị mối mọt, nó làm cho rỗng hết ruột rồi, tạo thành những cái hình thù rất là đáng sợ ở trong này. Điều đặc biệt, đứng ở cổng tam quan đình Quán La, người ta hướng mắt về phía trước mặt sẽ thấy được cây thị và cây đa có cành hướng vào như hai cánh tay của hai người với lại nhau. Khoảng trống rỗng trong thân gốc cây đa có thể chứa được hàng chục người lớn, tỏa bóng mát cả cái chợ cóc họp bên đường làng. Các cụ ở đây nói rằng trong gốc cây này có rất nhiều rắn rết, đúng không hả cô? Thế ạ, bây giờ tôi sẽ chui vào thử xem anh. Thank you.